Miền Trung và miền Nam nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển năng lượng mặt trời, nhưng khó khăn về tài chính là vấn đề cốt lõi cản trở doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thay đổi công nghệ tiết kiệm năng lượng, dù điều này mang lại nhiều lợi ích sau khi đầu tư. Và thưa quý vị, không cần mất hàng chục tỷ đồng để đầu tư hệ thống điện, và sau 10 năm thì hệ thống này sẽ thuộc hoàn toàn sở hữu của doanh nghiệp. Thay vào đó thì mỗi tháng họ chỉ phải trả số tiền điện sản sinh ra cho công ty lắp đặt. Mô hình ESCO điện mặt trời đầu tiên vừa đi vào hoạt động ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều năm áp dụng thành công ở nhiều nước trên thế giới. Với hàng trăm ngàn mét vuông kho bãi, doanh nghiệp này đã quyết định thực hiện mô hình ESCO điện mặt trời. Họ không tốn một đồng chi phí nào cho việc đầu tư và chỉ trả số điện năng tiêu thụ từ hệ thống điện mặt trời này có công suất khoảng 780.000 kWh một năm. Toàn bộ cái năng lượng sẽ được hấp thụ trên cái tấm pin này, tấm năng lượng mặt trời này. Cả công ty chúng tôi lẫn nhà đầu tư đều có được hưởng lợi ích lượng hóa bằng thu nhập. Chúng tôi tóm tắt bằng ba có và ba không. Ba không ở đây là chúng ta không có lo chi phí đầu tư, không lo về công nghệ, không lo về cái chi phí vận hành. Và ba có ở đây là chúng ta tăng cái giá trị thương hiệu, tăng năng lực cạnh tranh và tăng cái chi phí tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định đẩy mạnh thực hiện mô hình hoạt động ESCO nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời theo quyết định số 11/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đây được coi là hướng mở, cú hích phát triển nguồn năng lượng này, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam.